Bây giờ chúng ta đi vào phần chia động từ trong ngành. Rồi, câu đầu tiên, chúng ta thấy rằng he often go to school on foot. Vậy thì các bạn thấy như thế này. Vậy thì chúng ta căn cứ vào cái dấu hiệu nhận biết nào để cho chúng ta chia thì của động từ. Thì câu số 1 này các bạn thấy có chữ often là dấu hiệu chia thị hiện tại đơn. Often là thường. Vậy là he often to school on foot. Anh ấy thường đi ... tới trường bằng chân, có nghĩa là đi bộ. Vậy là often này là dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại đơn. Vậy thì ta chia như thế nào? Đây là cái thể khẳng định. Chủ ngữ là he, go là động từ thường. Vậy chủ ngữ là số ít, cho nên chữ go này chúng ta phải thêm is. Đây. Qua câu số 2. It rains very hard now. Các bạn thấy chữ now không? Now là dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại tiếp diễn. À, vậy hiện tại tiếp diễn là như thế nào? Là công thức của thị hiện tại tiếp diễn là chủ ngữ cộng cho to be cộng cho động từ thêm in. Vậy chủ ngữ là it. Vậy thì to be là gì? To be là is. Tại sao? Bởi vì it là chủ ngữ số ít, cho nên chúng ta dùng to be là is. Và kế tiếp là cộng động từ thêm in. Động từ đó là gì? Đó là rain. Thêm in vô có nghĩa là raining. Ok. Rồi, qua câu số 3. Rồi câu số 3 này, các bạn thấy này, the sun warm the air and gives us light. Rồi the sun là gì? The sun là mặt trời. Warm là ấm. The air là không khí. And gives us light, cho chúng ta ánh sáng. Đấy. Rồi bây giờ các bạn thấy chữ sun là chủ ngữ số ít, đúng không? À, chủ ngữ số ít. Warm là gì? Là ấm. Vậy sun là chủ ngữ. Warm là động từ. Vậy là sao? Dấu hiệu đây là hiện tại đơn. Bởi vì sao? Nó diễn tả một sự thật hiển nhiên về thiên nhiên. Chúng ta chia thế nào? The sun là chủ ngữ suýt, cho nên warm này chúng ta sẽ gì? Thêm sợ. Hai. Tiếp tục give. Vậy chủ ngữ là gì? The sun. Chủ ngữ sẽ là gì? The sun. Động từ là give. Vậy đồ xanh là chú ý, cho nên động từ này chúng ta sẽ thêm gì? Sợ. Ok. Câu số 4. Look. Hãy nhìn kìa. A man run after the train. À, nhìn. Đúng không? Nhìn là chúng ta đang nhìn thấy. Vì vậy chúng ta thấy là gì? Một hành động đang diễn ra. Cho nên chúng ta sử dụng thì tiếp diễn. Phải là sự kiện này nó đang diễn tiến. A man đang chạy sau chuyến tàu. À, to be sẽ là gì? Is running. À, câu số 5. She go to school every day. Các bạn thấy cô ấy đi đến trường mỗi ngày. Phải là gì? Mỗi ngày cô ấy đi đến trường. Cho nên dấu hiệu nhận biết của cái thì hiện tại đơn đó là every day. Cho nên bây giờ chúng ta mới chia. C là chủ ngữ số ít, go là động từ thường. Vậy chủ ngữ số ít thì động từ thường phải thêm sir hoặc it. Trong trường hợp này chúng ta thêm is. Ok, câu số 6. Back students never work hard. Vậy là những học sinh dở đó thì không bao giờ học hành chăm chỉ cả. Vậy là chữ never là dấu hiệu nhận biết của thể hiện tại đơn, một sự thật hiển nhiên, đúng không? À, học dở thì chắc chắn là gì? Làm việc dở rồi. Vậy past students có chữ sir là số nhiều,
Cho nên chữ quốc này là không thêm. Chúng ta hiển nhiên quốc. Rồi, tiếp tục câu số 7. It's often rain in the summer. It rain now. À, often. Hiện tại đơn, dấu hiệu nhận biết của hiện tại đơn là often là thường. Trời thường mưa vào mùa hè. Tiếp tục, còn một ý nữa. It's rain now. Trời mưa, now là dấu hiệu nhận biết của thời hiện tại tiếp diễn. Vậy it's often rain. Chúng ta sẽ gì? Sẽ chia dựa vào chủ ngữ it. It là số it. Cho nên chữ rain này chúng ta phải thêm sợ. It's rain, dấu hiệu nhận biết của thị. Now, dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại tiếp diễn. Cho nên chúng ta sẽ chia nó là gì? Is. Raining. Bởi vì sao? Bởi vì chủ ngữ speak, cho nên chúng ta phải dùng to be is. Câu số 8. The teacher always point at the blackboard when he want to explain something. Giáo viên luôn luôn chỉ bài giảng trên bảng khi mà người giáo viên đó muốn giải thích một điều gì đó. Thêm phải là giáo viên nó luôn luôn là giáo dụ nhận biết của thì hiện tại đơn. Phải là người giáo viên đó gì? Luôn luôn chỉ tay lên bảng đen khi mà anh ấy muốn giải thích một cái điều gì đó. Khi mà giáo viên đó giải thích điều gì đó. Phải thì giáo viên này là chủ ngữ số ít. Cho nên động từ thường point này chúng ta sẽ thêm sợ. Ok. When, cái lúc mà anh ấy giải thích. He là chủ ngữ số ít. He này là teacher. Vậy chủ ngữ số ít. Cho nên động từ when này phải thêm sợ. Ok. Câu số 9. Câu số 9. Mother cook some food in the kitchen. At the moment, she always cook in the morning. Rồi chúng ta tiếp tục. Người mẹ nấu món ăn ở trong nhà bếp vào lúc này. Cô ta luôn luôn nấu ăn vào buổi sáng. Vậy người mẹ là si. Người mẹ này nấu ăn, đúng không? Cook là nấu ăn. Vậy người mẹ nấu ăn ở nhà bếp vào lúc này. At the moment là dấu hiệu nhận biết của hiện tại tiếp diễn, là vào thời điểm bây giờ này. Người mẹ nó đang nấu ăn. Vậy cho nên chúng ta thì chia thị hiện tại tiếp diễn. Vậy mother là chủ ngữ số ít. Cho nên chúng ta sử dụng là is cooking. Đó. Rồi, qua đây. She always cook in the morning. Phải là gì? Người mẹ đó luôn luôn nấu ăn vào buổi sáng. Đó, always là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn. Vậy chữ cook này chúng ta thêm sợ. Ok, câu số 10. Tôi luôn luôn gặp anh ấy ở góc của con đường. Vậy là sao? Tôi luôn luôn là dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại đơn. Gặp gỡ ai đó. Ai là tôi? Tôi là chủ ngữ số nhiều, luôn luôn như vậy. Cho nên động từ biết này chúng ta để nguyên. Rồi, câu 11. Where you go? Now. Đây là dạng câu hỏi. Câu trả lời là I go to the theater. Vậy dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn đó là now. Nhưng now là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn. Vậy trong trường hợp này chúng ta phải chia ra thị hiện tại tiếp diễn. Nhưng ở dạng gì? Ở dạng câu hỏi. Vậy cho nên chúng ta phải chia là gì? To be đằng trước. Và go in. Và I go to the theater. Ai là gì? Ai là tôi. Tôi là chủ ngữ số. Số nhiều. Cho nên go để nguyên. Rồi.
câu 12. Anh ấy không làm bài tập buổi sáng thường xuyên, không làm bài tập về nhà buổi sáng thường xuyên. À, có nghĩa là gì? Regularly, thường xuyên, là sự kiện diễn ra hàng ngày. Cho nên nó là dấu hiệu nhận biết của thể hiện tại đơn. Vì vậy chúng ta phải chia ra thể hiện tại đơn, và trong trường hợp này chia theo thể phủ định. À, thể phủ định thì chúng ta sử dụng the hoặc do, nhưng phải trong trường hợp này chúng ta sử dụng the, bởi vì chủ ngữ thi là số ít. Rồi câu 13. He do morning exercise now. Câu này tiếp tục là câu hỏi. Now là dấu nhận biết của thể hiện tại tiếp diễn. Anh ấy làm bài tập buổi sáng bây giờ. Chẳng có nghĩa là gì? Có phải anh ấy đang làm bài tập vào các buổi sáng này bây giờ, phải không? À, là câu hỏi. Cho nên he là chủ ngữ số, số ít. Cho nên chúng ta sử dụng to be là is. Rồi tiếp tục tới chủ ngữ, tiếp tục tới động từ. Thầy biết. Rồi câu 14. Water. À, water. Nước sôi ở 100 độ C. Có nghĩa là gì? Đây là sự thật mà, đúng không? À, nước sôi mà. Đấy, sự thật. Cho nên nước là chủ ngữ số ít. Boy là động từ. Sự thật hiển nhiên đó là thể hiện tại đơn. Vậy thì động từ này chia theo chủ ngữ số ít sẽ là gì? À, thêm sờ là xong. Rồi câu 15. He meet the dentist next week. Anh ấy đi khám bác sĩ nha khoa vào tuần tới. Các bạn thấy chưa? Vậy là sao? Tuần tới là gì? À, chưa xảy ra đúng không? À, tuần tới cơ, chưa xảy ra. Vậy next week là dấu hiệu nhận biết của thể tương lai đơn. Vậy tương lai đơn sẽ là chủ ngữ cộng will cộng động từ nguyên mẫu. Hết. À, câu 16. Câu này làm dạng câu hỏi. Cho nên chấm you ở phút tiêu thật. À, có phải bạn là một học sinh học chuyên ngành nấu ăn không? À, vậy đây cũng là câu hỏi bình thường thôi. Hỏi về nghề nghiệp hiện tại. Câu hỏi sự thật hiển nhiên. Vậy trong trường hợp này nó là hiện tại đâu? Chia theo thể nghi vấn. Cho nên be, cho nên you là chủ ngữ số nhiều. Cho nên chúng ta sử dụng là at. Câu 17. They usually not go to school by motorbike. They usually, các bạn thấy usually là gì? Dấu hiệu nhận biết của thể hiện tại đơn. Thường thường, họ thường thường không. Đây là thể phủ định. Không đi đến trường bằng xe máy. À, cho nên chủ ngữ là say. Cho nên là thể phủ định. Chúng ta sử dụng the và do. Nhưng trong trường hợp này chủ số nhiều. Cho nên chúng ta sử dụng là do. Động từ nguyên mẫu. Đã. Và câu 18. He swim over there now. Anh ấy bơi ở đằng kia nè, bây giờ đó. Bây giờ là gì? Dấu hiệu nhận biết của thể hiện tại tiếp diễn, đang diễn ra. Anh ấy đang bơi cơ. Cho nên chúng ta chia ra để khẳng định chủ ngữ cộng với to be cộng động từ thì mình. Trong trường hợp này chủ ngữ he là số ít, cho nên chúng ta sử dụng là is. Động từ thanh niên. Câu 19. She come here next month. Cô ấy đến đây vào tuần tháng tới. À, next month tháng tới cơ. Tháng này chưa. Cho nên nó diễn tả sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Cho nên nó là thể tương lai đơn. She là chủ ngữ. Come là động từ. Vậy thì tương lai đơn thì chúng ta chỉ cần thêm gì? Will. Động từ nguyên mẫu. Còn 20, they not be doctor. Họ không trở thành bác sĩ. À, các bác sĩ, họ là chủ ngữ số nhiều. Không
ai đã muốn trở thành bác sĩ cả. Vậy trong trường hợp này nó là một sự thật. Cho nên chúng ta sử dụng hiện tại đơn. Hiện tại đơn ở thể phủ định. Cho nên chúng ta sử dụng gì? Do hay đơn. Trong trường hợp này sử dụng chưa đúng. Sử dụng trợ động từ do. Bởi vì say chuẩn ngữ số, số nhiều. Bởi vì đây là be, cho nên chúng ta sẽ sử dụng là gì? To be. No. Câu 21. He often gets up late. Anh ấy thường thức khuya. Vậy often là dấu hiệu nhận biết của từ hiện tại đơn. He là chủ ngữ số ít, cho nên động từ get này phải thêm sờ hoặc is sờ. Trong trường hợp này chúng ta thêm sờ. Đấy, rồi. Câu 22. You often watch TV. Đây là dạng câu hỏi. Often là dấu hiệu nhận biết của thể hiện tại đơn. Vậy để dạng câu hỏi thì chúng ta watch là động từ thường, cho nên chúng ta sử dụng trợ động từ do hay đơ. Trong trường hợp này chúng ta sử dụng trợ động từ do, bởi vì you là chủ ngữ số nhiều. Rồi, động từ để lại nguyên mẫu. Rồi, câu 23. Mr. Brown listen to music now. Chấm hỏi, đây là một dạng câu hỏi. Now là dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại đơn. Vậy cho nên chúng ta sử dụng trợ động từ hay là sao? Hay là to be. Hiện tại đơn là trợ động từ. Nhưng mà hiện tại tiếp diễn thì chúng ta sử dụng to be. Vậy to be là gì? Mr. Brown là chủ ngữ số ít, cho nên chúng ta sử dụng to be là is. À, is. Rồi tới gì? Mr. Brown listening. Rồi. I usually go shop on the weekend. Anh ấy thường đi mua sắm vào cuối tuần. Phải cuối tuần nó diễn ra chưa? Tự ý mình nói thì chưa. Cho nên nó sẽ là thì tương lai đơn. Nhưng trong này chúng ta thấy chữ usually. À, thì là sao? Nó biểu hiện giật ngược lại, có nghĩa là thường thường, là chuyện đó sẽ diễn ra vào cuối tuần. Cho nên chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn. Ai là chủ ngữ số nhiều, cho nên gâu chúng ta để nguyên. Nhưng trong trường hợp này có chữ shop nữa. Sau gâu sẽ có giới tự gì? Giới tự tu đại dạng của động từ. Tu. Và shop tu là giới tự tu. Theo sau giới tự tu thì động từ phải nguyên mẫu. Đó. 25. Hải often watch his play at 6:50. Hải thường rửa mặt, làm vệ sinh cá nhân đó vào lúc 6:15. Vậy often là dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại đơn. Hải là chủ ngữ số ít, cho nên động từ watch này chúng ta thêm sờ hay is. Trong trường hợp này chúng ta thêm is. À, câu 26. See và lấy badminton at the moment. Chấm hỏi, đây là một dạng câu hỏi. At the moment là dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại tiếp diễn. Có phải cái cô ấy đang chơi badminton hay không? À, dạng câu hỏi, cho nên chúng ta phải sử dụng gì? To be, is. Đang trước đầu câu, rồi tới gì? Chủ ngữ, see. Rồi tới gì? Phần này. Thanh và Mai on YC a movie on Saturday. Bạn Thanh và bạn Mai luôn luôn xem phim vào thứ bảy. On quay là dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại đơn. Thanh và Mai là chủ ngữ số nhiều, cho nên động từ thường này chúng ta để nguyên mẫu. 28. Anh ấy he often takes the bus to school. Anh ấy thường đón xe buýt đi học, đúng không?
câu hỏi có phải anh ấy thường đón xe buýt đến trường đúng không? He often là dấu nhiều nhận biết của thị. Hiện tại đơn he là chủ ngữ số ít, cho nên chúng ta sẽ sử dụng trợ động từ do là đơ. Trong trường hợp này chúng ta sử dụng trợ động từ đơ bởi vì he là chủ ngữ số ít. Rồi, 29. We chỉ có chấm student in class 8A. Chúng tôi là những học sinh ở lớp 8A. Vậy chúng tôi đây là gì? Chúng tôi là học sinh mà, chuyện là chuyện bình thường, sự thật. Vậy đây chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn. Vậy B này là am ia, chủ ngữ we là số nhiều, cho nên chúng ta dùng là A. Câu 30. She often not do homework in evening. Cô ấy thường không làm bài tập vào buổi tối. Dạng phủ định của often. Often là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại đơn. Not là phủ định. Vậy she là chủ ngữ số ít, cho nên chúng ta sử dụng gì? Do he do? Chúng ta sử dụng do. Do để nghiệp. Câu 31. He usually takes a taxi to the airport. Anh ấy thường đón taxi đến phi trường. Usually là dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại đơn. He là chủ ngữ số ít, cho nên chúng ta phải gì? Chia theo chủ ngữ số ít. Khách này sẽ thêm sơ hay e sơ. Chúng ta trong trường hợp này chúng ta thêm sơ. Rồi câu 31. He usually takes a taxi to the airport. Xong. 32. They usually not go to school by bike. Họ thường không đi đến trường bằng xe đạp. Và usually là dấu hiệu nhận biết của thể hiện tại đơn. Trong trường hợp này là thể phủ định có not. Vậy chúng ta sẽ sử dụng là do hay do. Tôi dùng do là bởi vì chủ ngữ ray là số nhiều. Vậy chúng ta phải sử dụng trợ động từ do. Mấy đứa sinh viên. Rồi câu này. They usually not go. Câu 33. They be beautiful. Câu này là câu hỏi. Rất nhiều nhận biết của câu này là gì? Họ đẹp phải không? À, đây là chuyện bình thường. Cho nên chúng ta sử dụng hiện tại đơn. Hiện tại đơn có thể nghi vấn. Chữ ray là chủ ngữ số nhiều. Vậy chúng ta sử dụng be là am ia, nó sẽ là a. À, rồi câu 34. Mạnh not play soccer at the moment. Bạn Mạnh nó không chơi bóng đá vào lúc này. Vào lúc này là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn, cho nên chúng ta chia theo thị hiện tại tiếp diễn ở thể phủ định bởi vì có chữ not. À, Mạnh. Minh play checkers with Nam at the moment. Bạn Minh chơi cờ với bạn Nam vào lúc này. Ở vào lúc này, at the moment là dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại tiếp diễn. Minh là chủ ngữ số ít, cho nên chúng ta sử dụng to be is. Động từ thì mình. Câu 36. They often visit their patients on Saturday. Họ thường thăm viếng bố mẹ của mình vào thứ bảy. Phải often là chuyện bình thường. Thường như vậy, sự kiện diễn ra. Cho nên chúng ta chia ở thời hiện tại đơn. Đây là chủ ngữ số nhiều. Động từ chúng ta không thêm. Để nghiệp. Câu 37. Saturday now. Now là dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại đơn. Ở thể nghi, nghi vấn. Vậy, C là chủ ngữ số ít, cho nên chúng ta sử dụng to be là is.
À, và động từ thì bị và tám mi và tôi luôn luôn đi về quê. On quay là dấu hiệu nhận biết của thị. Hiện tại đơn tôi và mi luôn luôn đi về quê là chủ ngữ số, số nhiều cho nên động từ để nguyên. He not be at home now. Anh ấy không ở nhà vào lúc này. Now là dấu hiệu nhận biết của thị hiện tại tiếp diễn. Anh ấy không có ở nhà bây giờ. À, vậy chúng ta chia ở thể phủ định chủ ngữ he là số nhiều, số ít, cho nên chúng ta sử dụng là is. À, và đó động từ thêm in. À, Hạnh not read book at the moment có nghĩa là vào lúc này này Hạnh không đọc sách. À, đúng không? À, sự kiện đã diễn ra mà. Đã, cho nên chúng ta sử dụng ở thì hiện tại tiếp diễn. Our teacher usually gives us many exercises. Giáo viên của chúng tôi thường cho chúng tôi nhiều bài tập. Phải là giáo viên chúng tôi sao? Usually là cho thường. Thường ở đây là dấu hiệu nhận biết của thầy hiện tại đơn. À, our teacher là chủ ngữ số ít. Cho nên động từ này chúng ta sẽ thêm sợ. He often catches the train to work. Anh ấy thường đón tàu lửa đi làm việc. Often là dấu hiệu nhận biết của thầy hiện tại đơn. Cho nên là he là chủ ngữ số ít. Cho nên chúng ta chia to catch động từ ở số ít, chúng ta thêm is. Câu 43. The cat catch mouse. Con mèo nó bắt được con chuột. Chuyện này là chuyện bình thường cho nên nó sẽ là thể hiện tại đơn. The cat là chủ ngữ số ít, catch là động từ. Thì động từ này chúng ta phải thêm is. They plant tree over there at the moment. At the moment là vào lúc này. Họ trồng cây ở đằng kia. Vậy đây là diễn tả thì hiện tại tiếp diễn. Họ trồng, họ là số nhiều. Cho nên chúng ta sử dụng là à. Thêm in. 45. My old friend might write to me twice a month. Bạn cũ của tôi. Tôi là Mạnh, viết thư cho tôi hai lần một tháng. Có nghĩa là cứ hai lần bạn ấy viết thư cho tôi một tháng. Đã. Cứ vậy mà thôi. Cho nên Mạnh thì nó sẽ ít. Động từ write chúng ta xem sơ. 46. What she says be truth. À, cái điều của anh nói là sự thật. Phải cái điều của anh nói là sự thật. Cái điều đó là số ít. Chúng ta không nhận ra cái điều gì cụ thể. Vậy thì chữ be này sẽ là gì? Chia theo số ít. 47.